Thì thứ nhất là nó là thuộc dạng xe nhập khẩu 3 cục theo dạng CKD, nên là cái chất lượng của nó cũng khá là ổn định. Cái này thì mọi người phải trải nghiệm thực tế xe thì mọi người mới có thể là hiểu được cái chất lượng của nó như nào. Nhưng mà nó có một cái hơn, đó là hiện tại cái mức giá đầu tư của nó rất là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với cả những cái dòng xe cùng cái lúc kia. Và hiện tại bây giờ nếu mà muốn sở hữu cái con xe này, chúng ta chỉ cần bỏ ra cái mức giá là 320 triệu, chỉ 320 triệu thôi là chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc xe với một cái thùng dài 3,3 m, một cái động cơ quang trai dung tích là 1.9 và một cái hộp số cực kỳ to, một cái chassis nhập khẩu. Xin chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong cái video ngày hôm nay của tôi. Và hôm nay thì tôi lại đem ra đây chiếc xe tải Terra 180 đến từ nhà máy Dehan Moto. Như những cái video trước ấy thì tôi đã giới thiệu rất là chi tiết về ngoại thất, nội thất, khung ngầm, chassis và những cái trang bị theo xe, nó có sẵn theo xe. Và hôm nay ở trong cái video này thì tôi muốn nói về cái điểm đặc biệt quan trọng, đó là tôi sẽ nói kỹ hơn về cái phần động cơ, hộp số và chassis của xe. Như mọi người biết đấy, là do cái tình hình dịch bệnh Covid cho nên là cái vấn đề mà ra phiếu này, lắp thùng của xe tải Terra 180 này, nó đang gặp rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà mọi người hãy yên tâm là chỉ trong cuối tháng 6 này thôi là chúng ta đã bắt đầu là sẽ được mua và sử dụng cái dòng xe tải Terra 180 của nhà máy Dehan Moto rồi. Và như cái mục đích chính của tôi ở trong video ngày hôm nay là tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái phần động cơ, là hộp số và cái phần chassis và toàn bộ cái phần hệ thống ở đằng sau xe. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần động cơ của xe. Thì xin mời anh quay phim quay gần vào đây giúp em. Đây mọi người có nhìn thấy là về cái động cơ của xe thì thứ nhất là nó được thiết kế là đặt ở giữa cái phần ghế lái và ghế phụ. Đấy, đặt ở giữa cái phần ghế lái và ghế phụ. Với kiểu thiết kế như này ấy, thì nó sẽ gặp một cái vấn đề, đó là khi mà mình muốn vệ sinh này, hay là mình muốn không may máy nó có vấn đề, thì chúng ta lại phải là lật ghế ở từ bên trên cabin ra và chúng ta sửa từ bên trên sửa xuống, chứ cabin này nó không lật ra được. Đấy là một cái nhược điểm của cái dòng xe T180 này. Nhưng mà đổi ngược lại thì nó được trang bị một cái hộp số này và một cái động cơ rất là to và khỏe. Động cơ của máy là động cơ quang trai. Động cơ quang trai này là loại động cơ rất là xịn ở Trung Quốc. Mọi người nghe đến Trung Quốc thì chắc hẳn là mọi người sẽ cảm giác là hơi sợ đúng không ạ? Nhưng mọi người yên tâm, vì Trung Quốc thì nó cũng có nhiều loại Trung Quốc. Và cái động cơ quang trai này là được sử dụng trên rất là nhiều những cái dòng xe tải lớn, thậm chí là những dòng xe kéo, xe tải Hilo thì nó đều được sử dụng cái động cơ quang trai này. Và tiếp theo là đến cái hộp số này, thì hộp số này của nó là hộp số 5 cấp với 5 số tiến và một số lùi. Mọi người nhìn thấy nó rất là to đúng không ạ? Cái tải trọng của con này nó có hai hồ sơ, đó là 1 tấn, 1 tấn rưỡi và 1 tấn 9. Nhưng mà cái hộp số này của nó thì tôi khẳng định là mọi người nếu mà nhìn quen mắt ở trên những cái dòng xe tải 2 tấn 4 hay là tải 3,5 tấn, cái hộp số của nó cũng chỉ được to như thế này thôi. Và đặc biệt là cái hộp số này nó có được thiết kế thêm cái bộ đồng tốc, cho nên là khi mà chúng ta vào số, cái cảm giác vào số nó rất là nhẹ nhàng và mượt. Cái cảm giác mà vào đúng số ấy, nó rất là dễ dàng cảm nhận được. Cái đấy thì mọi người là hãy phải đến tận nơi công ty của tôi lái thử xe thì mọi người mới có thể là cảm nhận được cái độ mượt mà của cái hộp số này. Tiếp theo là đi về cái phần khung ngầm chassis đi. Thì như ở cái video trước ấy, tôi có nói đây là một cái dòng xe nó thuộc dạng là nhập khẩu theo dạng CKD, tức là nhập khẩu 3 cục. Động cơ này, cabin này, hộp số và chassis nó sẽ được nhập khẩu về Việt Nam mình, sau đó sẽ được lắp ráp. Còn toàn bộ những cái chi tiết khác như là lốp này, acquy và những cái chi tiết khác ấy thì sẽ được là lấy ở Việt Nam. Còn toàn bộ những cái chi tiết quan trọng của xe, cabin này, hộp số, chassis thì sẽ được nhập khẩu 3 cục và được về lắp ráp tại Việt Nam. Chính vì vậy mọi người nhìn thấy cái chassis con này nó hơi bé thế này thôi, nhưng mà thực sự là nó được, nhưng mà thực sự nó rất là cứng vững và chắc chắn. Và mọi người có nhìn thấy là toàn bộ từ cột đầu chassis cho đến cuối chassis thì nó không có một mối hàn nào cả. Đây là một loại chassis dạng liền. Đây mọi người có thể nhìn thấy là cái độ dày của chassis nó phải lên đến là 5 mm, rất là dày luôn. Trông nó nhỏ này thôi nhưng mà bù lại nó sẽ rất là dày. Chính vì vậy mà đối với cả cái tải 1 tấn rưỡi và 1 tấn 9 thì cái chassis này nó quá là thoải mái để mà chịu đựng được. Kết hợp đó là cái bộ lốp thì là bộ lốp của Việt Nam, nhưng mà ở đằng sau đó là lốp đôi, lốp kép. Thứ nhất là mình di chuyển nó sẽ đầm hơn. Thứ hai là vào những cái cung đường lầy lội ấy, thì mình sẽ có cái độ bám tốt hơn. Và đặc biệt là lốp đôi thì đương nhiên là tải trọng mà mình chịu được ấy nó cũng sẽ cao hơn. Mọi người có thể nhìn thấy thông số lốp ở đây nhá. Thông số lốp ở đây là 600. 600 trừ 13. Bán kính đã tăng là 13, còn kích thước lốp là 600.
nó sẽ to hơn những cái chiếc xe cùng phân khúc. Và đây nhá là lốp lốp có xăm. Lốp có xăm này, để tôi xem tải trọng của một chiếc lốp là chịu được là bao nhiêu. Đây ạ, mọi người có thể nhìn kỹ cái thông số lốp này nhá. Là một chiếc lốp nó có thể chở từ 900 này cho đến mắc là 950 kg. Đấy, mà mọi người có thể hiểu là chiếc xe này là có 6 lốp thì mọi người có thể nhân lên là 96, có lên nó có thể chịu tải lên đến tận 5 tấn riêng cái bộ lốp này thôi. Đấy, đây là một cái điều rất là đặc biệt ở ở cái chiếc xe này. Trang bị những cái chiếc lốp rất là xịn, và đặc biệt là lốp sau đó là lốp đôi nữa. Còn về cái phần cầu xe đây thì mọi người có thể nhìn thấy đây. Cầu này của nó là cầu chung thôi nhưng mà nó rất là to. Nó đảm bảo được cho cái độ chịu tải ở đằng sau của xe nó sẽ được cao nhất. Đấy, còn tiếp theo đó thì mọi người nhìn phần nhíp nhá. Nhíp đằng sau này. Nhíp là đằng sau là có 5 lá nhíp. Rất là to và dày bản, hơn nữa là nó rất là dài. Cái nhíp dài thì cái khả năng dập tắt dao động của nó sẽ tốt hơn so với cả những cái dòng nhíp nó ngắn bản. Đấy, mọi người có nhìn thấy nó rất là dài, dài đến 1,5 m cơ. Và toàn bộ cái những cái chi tiết là cái mối gánh nhíp đây, mọi người nhìn thấy là nó rất là to, chịu tải cực khỏe luôn. Còn đây là hai cái thủ giảm chấn này, đảm bảo cho mọi người có thể là chở được những cái mặt hàng nó có cái tải trọng âm lặng thì vẫn có thể là chịu được. Tiếp theo đó là cái phần hệ thống phanh của con này. Thì phanh trước đó là phanh đĩa thôi, còn phanh sau của nó thì tôi nhìn đây thì nó là phanh dầu với cái bộ chia dầu đặt ở đây. Đấy. Thì nó sẽ phân phối dầu đến các xi lanh ở bánh xe, giúp cái hiệu quả phanh ở đằng sau này nó được có được cái hiệu quả phanh tốt nhất, cái thời gian phanh nó được ngắn nhất. Những cái chi tiết là khung gầm sát siêu số động cơ này thì chắc hẳn bây giờ mọi người đang rất là tò mò, không biết là nó sẽ có một cái thùng dài bao nhiêu và kích thước thùng như thế nào. Thì tôi xin phép bật mí ngay cho mọi người biết là với một cái sassy như này thì nó sẽ có được một cái chiếc thùng dự kiến là nó sẽ dài lên đến 3,3 m, rộng 1,6 m và cái chiều cao cũng là 1,6 m. Thì cái kích thước thùng này nó sẽ rất là lý tưởng vì nó sẽ dài hơn so với cả cái dòng K200 này hay là dòng K250, thậm chí là Hyundai Boxer thì cái thùng này nó cũng dài hơn. Những cái dòng kia thì cái chiều dài lọt dòng thùng của nó chỉ được lên đến cùng lắm là 3,15 m thôi. Nhưng mà con này nó dài hơn hẳn 15 phân so với cả những cái dòng kia. Thì chứng tỏ là cái độ cơ động về mặt hàng của nó sẽ được chở được nhiều mặt hàng hơn so với cả những cái con xe kia. Và đặc biệt là con này nó còn có hai tải trọng, nó sẽ linh hoạt hơn cho mọi người. Cho mọi người có thể lựa chọn đi những cái cung đường. Vì tôi biết là ở những cái khu phố ấy, nó sẽ có những cái tuyến đường cấm cái dòng tải trọng là trên 1,5 tấn. Chính vì vậy là dòng 1 tấn 9 thì sẽ không di chuyển mà được. Và chúng tôi nhà máy đã thiết kế ra hai phiên bản, một bản 1 tấn 9 và một bản là 1 tấn rưỡi, để mọi người có thể là lựa chọn mà di chuyển ở những cái vị trí địa lý khác nhau. Một chiếc xe với cái thiết kế đẹp như vậy và được trang bị thiết bị kèm theo xe nó rất là hiện đại, rất là xịn như vậy, thì mọi người đang thắc mắc là nó sẽ có mức giá là bao nhiêu. Và tôi xin phép bật mí luôn là so với cả những cái con xe cùng phân khúc như là K200, Hyundai Boxer thì con này đương nhiên là mọi người sẽ hiểu là nó sẽ có cái thương hiệu kém hơn, thì mọi người có thể suy ra là cái chất lượng của nó kém hơn. Nhưng mà cái đấy chưa chắc đâu nhá. Vì thứ nhất là nó là thuộc dạng xe nhập khẩu 3 cục theo dạng CKD nên là cái chất lượng của nó cũng khá là ổn định. Cái này thì mọi người phải trải nghiệm thực tế xe thì mọi người mới có thể là hiểu được cái chất lượng của nó như nào. Nhưng mà nó có một cái hơn, đó là hiện tại cái mức giá đầu tư của nó rất là thấp, thấp hơn rất là nhiều so với cả những cái dòng xe cùng phân khúc kia. Và hiện tại bây giờ nếu mà muốn sở hữu cái con xe này, chúng ta chỉ cần bỏ ra cái mức giá là 320 triệu, chỉ 320 triệu thôi là chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc xe với một cái thùng dài 3,3 m, một cái động cơ quang trai dung tích là 1,9 và một cái hộp số cực kỳ to, một cái sassy nhập khẩu. Đấy, thì không biết là mọi người còn thắc mắc gì không. Nếu mọi người có thắc mắc thì mọi người là hãy nhấc máy lên và liên hệ với tôi thông qua số hotline mà tôi đặt dưới các màn hình. Và nếu mọi người là muốn xem chi tiết hơn về cái thùng của xe này thì mọi người hãy nhấn đăng ký kênh của tôi để theo dõi thêm những cái video tiếp theo về thùng của xe TEDA 180 này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của tôi.